xảy ra trong vài tuần trước, trong vài tuần từ lúc mà mình đã ngay đây đi hoặc trong cái giảm đó đủ cái tiêu cực thì sau vài tuần vài tháng xảy ra đó là cái gì nó đáp ứng nó còn lại lâu dài đáp ứng còn lại lâu dài thì bảo là nhưng mà về nguyên nhân thì là các nguyên nhân mình đã học đây là nguyên gốc thì đều là nguyên nhân của biến mạng để làm cho chúng ta biến của biến mạng. Thứ hai là chúng ta chắc còn còn lại không có tin nhiều được các bộ kế hoạch đã đánh giá và vật lý xảy ra thậm chí hóa học thì nó sẽ còn thương của biến mạng còn và nó sẽ đổ lỗi có lẽ có thể lâu dài không khắc phục được để tạo ra một chiến mạng. Thank you.
bạn của bạn. Thì có thấy là trong lòng anh thấy những con đầu nhìn không ra hình thể cố định, không còn hình thể nhất định, đó là chúng ta một cái mẹ đúng không? Nếu mà tí hay còn loại từ đó thì được nhìn thấy cái con này ra thì đó là chúng ta. Đối với những con thương bào sẽ thấy là những người con sáng đó. Đó là cái gì? Vì sao có bóng đá? Vừa làm một tập của con. Con đại chúng ta đây đang rồi. Con đại chúng ta có thông viên là con đa năng cái con đại viên cấp là có sản xuất ra các công gia thì thế gì? Thì mình thấy con đại chúng ta là con đại chúng ta là con đa năng có sản xuất các công gia từ lại đây lên kia họ xuất đi biết là cái công bằng của ông bên trên này các bạn nó sẽ tám họ lên con lên vào thì các công gia họ tám họ lên vào làm cho thì nó thích nó chưa biết còn sợ cái bao họ con thứ hai là nó tạo ra cái sản phẩm riêng của nó riêng của là họ bên con một cái tổ là không làm đạt được tái tạo thì đó là như vậy là nguyên nhân không đạt được cái một cái tổ nó tạo được vô hiện tại sự đạt được cái một cái tổ thì cơ thể của đại toàn tồn tại ở bên nào tôi biết là bây giờ không không đảm bảo có đi ra một một cơ làm việc cơ thể cũng muốn các cơ quan không đảm bảo thì nhớ khi mà ta ngồi đầu và còn lại vào thứ hai là các chân phải bộ chúng có đặt vào đây phân chia tiếp tục phân chia tăng cường yếu tố thứ ba là ứng chế di chuyển không cho di chuyển thứ hai vào phía bên ứng chế cách ứng chế di chuyển làm vào phía bên những năng lượng để tập trung ứng chế năng lượng các tế bào di chuyển đó là cái cơ chế tập trung phải bằng cả tổ chức. Đây là giờ là hình như nước hỏa các con bào thì ở đây giờ cái tổ hỏa lớp bào đi về một cái tổ chức thì là cơ chế đây là khu tập trung con bào hai các con bào các thành phần tại bào các sinh tại bộ và thứ hai là lên phong bào B và T thì là con lên phong bào B và T là để đáp ứng một cái nghiệp cụ thể và những nghiệp có trung gian tế bào lên phong bào B thì để đáp ứng một nghiệp cụ thể lên phong bào T là một nghiệp có trung gian tế bào để nhớ là sao T là tế bào đó lên phong bào T để đáp ứng một nghiệp có trung gian tế bào và lại là con thứ ba là con thương bào thì là vai trò là sản xuất các các cái đặc thể để tiêu diệt và các cái gây viêm các viêm đặc thù và thì là nó tạo nên các sản phẩm đặc thể. Cái đặc điểm thứ hai về mô hạ của các sinh viên mạng thân là các sinh mô hình về tập trào để nhằm sinh viên tổng thương cái đầu tiên là các sinh tập trào các chỉ biết rồi khi mà bắt đầu thấy có tình mà viêm mạng thì nó chất đỏ nguyên cấp đó, bắt đầu nguyên cấp nhờ đầu của cái mạng thì là cái hoại tử mô hoại tử mô đang nhiễm độc thì là tổ chức đỏ nó phá hủy cái cáp mà nó phá mạnh nó phá hủy thì là nó có sự tái tạo mức đầu tiên là tăng sinh mạch máu thì các cái tố tạo thành sẽ kéo dài và sản xuất rất tích cực trong mạch máu mình sẽ tìm đến đặc biệt đến mô học quan sát đỏ hay là mình chăm thì mình cứ có thể làm sao để chăm thì mình cũng xem trực tiếp
là có thể là các mâm mặt này phát huy bằng đáy, phát huy bằng đáy thì là sau đó là đặt tay vào một mâm mặt nó di chuyển rồi là thông vào, thông vào sau đó biến hóa, biến hóa thành là phát tạo và tế bào tổ của bạn nào và hình thành lên một cái phát tạo quan tạo và sự tăng sinh của bạn. Thứ hai là sinh môn như thế thì các yếu tố tác động mà TGF-beta do lại tế bào sản xuất nó sẽ là làm cho tế bào tổ mô, các nhìn nhớ tế bào tổ mô này nó biến thành dài và tế bào mô này tế bào tổ mô được biến thành dài và nó sẽ được huy động và sẽ biến hóa thành tế bào sản. Thì các tế bào sản này bao gồm collagen là bên cạnh các bạn cơ thể chúng ta tạo thành bộ môn để tạo thành một tăng sinh và đây là một hình ảnh là cây nguyên thể có hai đầu tiên là đây nhìn luôn thấy là phần đầu của nó đây là một cái bắt đầu bắt đầu xung quanh đây đây ở đây và trong biểu là bắt đầu xung là tăng tạo là những cái nhờ tế bào nội mô còn phòng to tế bào to phòng to như nó đây là biểu là và bắt đầu tăng tạo biến thể. Bây giờ chúng ta xem một sự phát triển là hai ngày môi lên sở tăng sinh cùng cùng thường môi lên cái tăng sở tăng sinh thì nó thấy là các sở lại môi lên cái nhiều hơn nhìn môi nó lọc lên môi nó lọc hơn tất nhiên là mô tả đây là sau này một lần sinh ra một cái ra và một cái mà bị dẫn của mình nhìn hàng ngày cái nhìn đó biết được là nó là vô lên cái tăng sinh mình thì mình mới nhìn hơi khó khăn đó mình trong nhìn vô lên cái tăng sinh ở đây thì mình thấy rất là nhiều lên không bảo cái bào tròn kể ha lên không bảo rồi lần qua cho thầy có một cái bào có này là cơ bản đó thì có đại thực bản xung quanh đại thực bản có nhiều đây thậm chí đây mình thấy là giống như công đại thực bản và đại thực bản và ăn hai cái nhân tạo hai cái nhân bụng nó không biết là nó cao đã nhận hai này thì mình trong vợ ra mình ăn hai cái đây ở đây là và những con đại bào sẽ thành một khối thực bào. Tự nhiên hơi lạ đây là khi chân mình quan sát là đến đây đủ các yếu tố để biến mạng tự ở đây thấy là đặt là nhiều đặc biệt thì đây là những con cầu khi nhiều con cái con cầu nó không giống như gì mình quan sát đấy thì mô tên tên la tên tên lỏng và quay vào gần đây thấy đặt là khác đây chính là những hồng cầu à, đây là bào gì hepatocyte hay còn gọi là dương bào tế bào tổ mô bạch cầu tăng sinh và xung quanh nhân to nhân to những tế bào nhân bạch máu mà tụ rồi lâu đời rồi thì tế bào mô nhỏ lại rõ là theo là một mặt bào mà lúc nãy chúng ta cũng nhìn thấy một vòng đó thì đó là những tổ chức cái trình mà xây dựng cái liên hòa thì chúng tôi thì có nhiều nhớ chúng ta là đặc biệt mà vừa nêu cái tiếp theo mình học là tiếp hạ thì tôi nói là tiếp hạ thì ở đây gọi là và là biến đặc hiệu. Đặc hiệu thì người ta quan sát thấy là bệnh nặng này thường gặp ở trên những cái lao, những bệnh lao hay hạng tổn thương nhập bệnh diễn ra nhìn mỗi đó và thấy rằng là tổn thương cho lao hay là
gắn liền với tao sẽ thấy rằng là cái hạt bầu đã cái hạt bầu thấy không cùng đứng và đồng thời về tổng thống của lý hệ sinh dục lực sẽ có là hạt bầu, nhưng mà tế bào hạt thì dân tận dụng cho cái hệ hạt bầu thì viêm hạt thành thành nguyên nhân vi khuẩn lao phong nhân bay các vi khuẩn khó bị tiêu diệt. Thứ hai là ký sinh trùng ở đây nhiều cái con số hai một quả sáu ba. Thứ ba là độc đây là một quả năm men một cách hóa học chỉ một một. Ngày xưa mình một sẽ bao gồm những sáu loại một sự kiện không tin hay là báo năng chỉ tiêu mà nó không tiêu hóa được sự đề tài có thể biểu thị là nó không tiêu hóa được thì tạo ra một tác nhân trong kết quả rồi là bệnh sắc tôi vô sĩ. Và đó là ngày hôm qua khi ở đọc báo thì là một bệnh nhân ở Biên Hòa Đồng Nai thì soạn thẳng khi ông bỏ ra thì dùng tổ của tôi đi ra ngoài và đi vào qua tạo ra một tác nhân gây viêm dùng tổ vào ngoài tắt cái vật lý có thể là cái mạng một cái mạng hư mạng nhầm hoặc là tồn tại lâu ngày trong cơ thể cũng là tắt đây mà mình thấy là ô hạt đa ô hạt đa là tương đối là được nghiên cứu rồi bệnh lý về lao thì được nghiên cứu lâu dài trên mặt da của bệnh là nặng tổn thương mà may mắn đó là bệnh nặng tổn thương đặc thù viêm hạt. Mình thấy là trong cái vùng hạt lao là đầu tiên gì tắm từ cái gì chúng đây là một quả là quả đầu xung quanh tế bào nhà nhiều hơn với những đại bào tăng ra tế bào còn nhiều nhân và qua cho một cái viêm trước đây nét của bào tức là tạo thành phần cái u hạt lao thì mình thấy đây là con gà và coi như tế bào giảm nhiều con nhưng mà con tế bào giảm con đấy thì nó đại thành phẩm nó đại thành đầu sau khi mà ngưng nhiễm điện thì nó trở thành tế bào giảm nhiều con một cái lao con một cái viêm bản tại vì là cái con tế bào hầu như đứng yên được rồi sau khi con tập trung vùng viêm hầu như không nhiễm điện được đó là nó hình thể nhất định cố định lại giống tế bào ngay trong mình thấy giống tế bào nhiều mô nên gọi là tế bào già nhiều mô hoặc là tế bào giống nhiều mô nên thành từ đó là đại tế bào đây một cái u hạt lao tại phổi ở đây nhiều mô phổi nhiều mô phổi và đây là một cái u hạt lao trên toàn cầu mới hình thành tế bào giảm nhiều mô đấy là viền lên tế bào tế bào nhiều mô tức là có thể là có một viền viền là bào nằm trong đây lúc quá trình lâu ngày thì viền thì ống mạc lâu này càng phát triển hoặc hoặc hòa nhập hai năm đổ lại tạo thành đây thì có quá trình bắt đầu to lớn hoặc là thế là hình ảnh như thế đây là thấy là không lại vào quanh ra anh nhìn mình là mình bao gồm là học đại bào thì con đại bào lắm năm nay có được hình thành do sự tập hợp nhiều con đại bào lại thì con đại bào là đại bào nhận được một tập hợp là tạo nên con đại bào lắm đây và đây này là mình là đây con đại bào thì trên bên thầy mình là đang nhìn tôi tưởng là nó giống như là một cái ổ cắt ngang và sẽ hộp làm xung quanh nhân của một ổ em sẽ hành dung nhớ lại thì nó là đầu ngoài ra thì những con đại và khi mà nó ăn gì mà nó tập trung lại thành một cái tế bào toàn nhân này thì ra cái là đại bào ăn gì mà thì mà đây là cái thể một ta con này nó gọi là đại bào cũng không có tên đại bào cũng không thì nhân một không sẽ nhân mà nó tập trung
在帮我们想法的时候，我想把孩子的老林大夫呢，不是他给老林大夫这个给的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 这nghèo khổ của mình là khó, họ vô bắt khó của mình. Đến bây giờ là mình còn họ vô bắt khó. Còn rất may là đường thông thái là con đường ngày xưa không có đường tóc, đúng không? Đường thông thái cũng dài, đường tóc, tóc cổ, tóc tê, cũng tóc bây giờ vẫn còn. Không biết sao khi giảng bài, tôi cứ nói là dân mình bé óc. Các chị nhắc đây cũng nhiều bà con thôi, nhắc trong yêu khóc. Thì tôi khuyên bảo là các óc thì lửa là không tròn. Sao lửa không tròn? Hai bọc kia này, bây giờ là cũng giả. Nên giả là cũng phải chuyện. Các óc thì nên lửa không tròn, vì sao lửa không tròn đi? Còn bốn ông nhỏ ở miền Tây là ông Hậu Gia. Cái ông lớn thì còn 8 tuổi, cái ông nhỏ là 4 tuổi, 4 năm. Thấy người lớn là đó. Bắt tiểu ra sông nhà, đi mưa, bắt học về tiểu. Ông lớn, ông là 4 tuổi, 6 tuổi thì ông lớn tới đâu. Không tới đâu hết ăn. Bốn ông hiểu chung. Nhìn cùng. Trở tới như nồng hồng. Học gọi mà tất cả là thông tin của bảo chí thì thành ra là một cái việc không sáng tạo đâu. Nhưng mà rất là một việc, có nghĩa là người ta là một việc. May ra là sau này có chỉnh rồi nó không làm được. Đây có thể là sáng tạo tạo thành một vũ hạ. Những cái nam của sáng tạo ở đây và chung quanh là tên bào giảm đúng không? Tên bào giảm đúng không? Làm chung quanh. Ở đây có bào tên bào tại vì vào là không ai nhận nhiệm vụ ở trong phi được bây giờ là tiền đang lưu hành thì mình sáng tạo này đây tu hành thì chúng ta cũng sáng tạo đây và đây là tế bào già của cô rồi đây cũng vào tế bào và cũng vào cả tôi thấy là tế bào già của cô cũng vào cũng vào tất nhiên là không định thành cái một cái u hoặc là đây, đây trường hợp này khá lý thú. Cái đây 4 năm rồi. Một ông nhỏ con tôm bị một cái u nạ bị u nạ đang còn xịn con tôm chặt đó là CT thành u nạ ông nhỏ có triệu chứng thần kinh không đủ thành ra triệu chứng đi động màu thì màu để mổ thì là một hôm tôi có một ông thầy thầy Linh, các chị biết học thầy Linh bài lên chưa? Thầy đến thầy la về đây, thầy thiệt nhớ, thầy xem được rồi, thầy đã tổ chức gì để chọn ông tinh tạng, vẫn như vậy, một khối u tinh tạng, mà thầy đến khối u, tôi chỉ gần 1/4 được không? Thầy từ từ nó cắt qua. Tất nhiên một cái đồng bằng nhiều mình mới khác mà ha. Gần 1/4 chia qua gần 1/4 tính lá cắt này. Tất nhiên mà nếu mà tính toàn thể là cái đạo bộ chắc mình thấy 1/8 ha, mặc đồ dài đặc cảnh sọ còn cái chân nam bắt này thì các nhà lâu sàng thì mình cũng ôn đạo và thì hành mộ xét nghiệm nó không ra thì cũng không quan trọng, cái xuất thế tại vì mà vấn đề nó phức tạp đó là bộ bắp cụ, bộ cụ thì gần cũng đóng bộ, bộ bắp cụ, đóng bộ, lần sau cũng sẽ cứ bắp cụ, cũng như coi là một phần
làm dạy cho thằng ra. Thay vì thế, thầy có biết thế này. Thì bác sĩ lớn được qua tại Việt Nam, hôm qua những cái này chắc không phải ôm. Thì nó có một cái ôm rõ ràng, rồi được tế bào những con viền, tế bào đặc biệt mà, tế bào vinh, lớn nhân có rất nhiều. Tế bào, tế bào, rồi là tế bào tú công, tế bào lớn nhân phải có rất nhiều. Cái này nó cũng vì cái này chắc là vinh hạt thôi mà. Câu này có quá trình. Quá trình gì? Ông quá trình là khi sử dụng ok thì là con tên của một cái sử dụng này lên cái đó là các thầy để học xác nhận đặt liên hệ của mình sáng dây theo rất là cái đầu của mình đầu của mình có sáng dây chắc là ông bộ tập trung thức thầy này nên là hay là cái bao giờ cũng có lấy không hòa á, còn là những là anh này chưa có, đây là hình ảnh của tàu có tàu còn trong dây, đây, đó, bao lâu nhá, tôi có cái này chỉ thấy chúng ta thì, đó, còn là cái bao giờ cũng có đây, lấy không hòa, lấy không hòa, đây có điều là nó không có hòa trong quả tàu. Nó hoạt động bắt đầu, cái hoạt động bắt đầu cũng là cái lo, đây cũng có. Và cái thầy thì trao cái hiểm trợ, kéo lại chúng ta sẽ kêu, ông ta tư tư hay một con mặt. Và ông nhỏ này là 14 tuổi, mình nhìn thấy cái hạt trọng, nó bỏ ra bỏ, bỏ ra, đến đâu cũng 8 tuổi. Còn tôi xin tìm mình khác bên trên là bỏ ra là một bỏ ra. Vùng duy nhất tại Việt Nam vùng lưu hành vùng dịch tệ lưu hành của sản dây theo còn bây là sản dây theo là thường sản theo mà các bạn biết đúng không bỏ lại từ sản dây theo gà nó rất phổ biến hôm tôi lên đại tôi có luôn chó đi động chó ở đằng sau tôi để ở một lọc tôi mua mấy bà chở chiều và bà đem tống ra theo sách kể để theo tôi dùng bà mấy nhà bị sách về về là tôi hỏi đó là nhờ các một lần viên làm vườn làm cho chó ăn ô bỏ hết cũng được ông kêu là không gà nhìn nhiều người Việt Nam có sáng dây không gà như vậy là thấy là mặc dù là quá nhiều công thức đạo thấy là có thể không là một người tệ nhưng mà còn phổ biến đó là dân mình đã được một cái thử thiên hạ và thấy một cái tăng đây là khu hạ ở đây là quá trình nó ổn lẽ nào tương tự này nó ôm những mặt lô này mình lấy vật thân thọ chạy nó vượt khó là tổng phương của tương tự thì là ở những cái nào là cái con làm em là chúng ta không cái làm em là khi nào thì gọi là làm em có mấy lần không mấy và hai lần men rất là phổ biến, các tiền cũng rất phổ biến. Mình đang còn mì, men là mì, mì là nó, men bia là nó, thấy không? Và men là mặt là men tròn, men. Chúng thấy là đây là mặt bia thì của men. Cái bình đó, đó. Chúng thấy là hiện tại là bao số không? Còn là tế bào già của cô. Còn những cái này đen, đen không hoạt, tương bảo. Gặp gỡ như là
thay khi một mình nó không đủ sức tiêu diệt tế bào thần có tình trạng thần bào thần nhất nhiều tế bào lại thì có thể bao giờ được cái có gì vậy gì vậy không quá nhiều một sự hợp tác như thế này cái này có thể bao lâu bắt được tổ được cùng lao cùng lòng có hiệu quả nó không hình thành nên còn nếu không hiệu quả thì sao thì cơ chế đó không hiệu quả thì là mình sẽ không quan sát thấy những con cái đó thì bọn họ đổ thì cũng là đó là cơ chế hiệu quả để hợp được giải quyết được thì nó cũng gây gây không thể là hiệu quả không đại đạo này và cái cũng là tầm u hàm và từ những cái thành sắc phân đồ đây là những mô phỏng là các thầy ta ở đây là bảo vệ này nó bảo giảm đúng không? Nên cái tổn thương này mà chúng ta đưa lên bác sĩ một mình có là tổn thương đau gì thì có khi bác sĩ mình bỏ tay không có việc còn đưa lao ra là nhà sắc vôn vô thì có cái hồn ha có mô miễn dịch hoặc là có ô dùng ra thì thấy lao hoặc là nhiều có mô miễn dịch nhiều thông bác mình dịch thấy biết là có có heo ăn không? Ngày xưa sao mình làm từ tuổi ăn dành ăn của heo mình tới
thành ra là phải biết bắt đầu, thành ra tụi tôi đi học đi coi là bắt đầu là thì cái bắt đầu này bệnh nhân bị lơ đó, khi ho ra thì khang nó bắt đầu bắt đầu chỉ đi trong năm đi qua lơ coi bắt đầu cái gì còn không thì khi ho khang ra đam hay là bắt đầu thì cách bắt đầu khang ra à, thì người ta lao đang đau cái thật thì có câu hỏi rất bắt đầu lớn rồi tâm vỡ các cái quả mình nhắc ho đang đang bắt đầu một cái đau mắt không có thấy không không có nhiều thứ đi khoa có lẽ khó vậy có nhiều thứ không phải biết quá nhưng mà thật sự ra cái gì nhiều cái mà nó rất phổ thông mà hỏi ra đây là ta chỉ đơn giản thương ngày cũng gặp nhưng mà cái đó là cái thuật ngữ các cha đi qua đó này thì thuật ngữ gần gũi với thực tế để làm cho mọi người hiểu được đáp ứng về thế nhé nhiều người ăn vào bụng mà không biết bắt đầu thì đây là định hình của một câu thật ra tại bao năm năm ta nên đã vào phòng cửa các anh chị thấy phòng bóng cửa chưa có thấy chưa thấy rồi là về bây giờ nó bảo nó có một cửa nó có hình móng cửa thứ hai là đại bảo ăn gì bằng gì bằng đây là ai hôm nay chúng con đi một lần hôm nay chúng con phải đi nữa chính bằng á cái những con này cái con mà học viên cấp rồi tế bào này chết đi thì con đại bảo tiếp tục ăn cái con sinh sau đại bộ ăn một con già còn chết đi cơ thể dọn sạch những mô hoại tử vi phạm từ đó sau đó tử vong không phải tuần hoàn tử vong sau tiếp tục có vấn đề sinh lý tử vong tổn thương hai ai được tập trung lại được tập trung với cái đường hay không với cái đường không là và người cô bên cạnh là tập trung và đây là cái bào dài của cô những tế bào tại bào này đang có thể di chuyển khi mà tôi dừng lại thì lúc đầu lấy cái thức lấy lại cái thức thành gì ạ nhưng mà đó là bản chất là cái bao là vô hình này đó không có hình hình nào nhất định thành ra là các chị về coi là ăn quả lở về ăn quả lở ha thì nó tương tự như cái hạt lở đó là cái bao nhà của nó không có hạt lở nào mà hạt lở nào mà không hạt bắp thì nó thành ra có hình dạng nhất định đúng không ra hạt bắp nhưng mà hạt lựu cũng như chỗ đó không tham gia cái tình cũng như đó là cái hạt lựu ví dụ thì có thể bào dạng người bố này là nó tương tự bào tôi không quyết định sao phù thuộc xung quanh cái con này hoặc trong bào gì đó một mình ra thì là con kia con là nhân to thì trẻ thì con kia không khi nào là tĩnh tâm nền tảng thì đây là những con thể bào dạng người con những con đại bào khi tìm lại đây bộ này nhưng mà anh nhìn thấy cái già nó nghe già thì nó là nó giống không thực là giống người con nhưng mà nó giống thì là sát thì nó khác gì không kịp nó giống mà nó già già thì nó thấy là đây lúc đó là đây không bảo tư bảo ở đây là cái bảo già đúng không và đây là tư bảo đây thì sự hình thành và diễn tiến một cái u và nghiên cứu về sự hình thành và diễn tiến một cái u hạt viêm lo và sản ra dây đằng thì cơ chế hình thành một cái u hạt thì có thể là khác nhau tùy theo các cái nguyên nhân cũng bao giờ có hai yếu tố nhất là thực chất khó tiêu diệt nó khác nhau đây là các nguyên nhân viêm lo viêm lo rất là khó tiêu diệt. Thứ hai là gì? Là có sự khởi phát đáp ứng miễn dịch khi quá mặt quá trung gian tế bào mà quá trung gian tế bào là lên có bào nhiệt lên có bọc tê thì con vi khuẩn lao là khó thì mình do phải bỏ qua một lao rồi một dây một lao thì là yếu tố này nó đối với sự quan trọng
sơ cấp với vi mục lan và cái này sơ cấp. Thì khi mà qua nhập cầu thì tạo ra những cái này thứ cấp, nhưng mà đây là phát triển thành ra là hai con, một cái túi kia cái này thứ cấp và vi mục lan và vi mục lan và vi mục lan là xong xong là sinh sản. Đấy, tất nhiên là khi mà đầu tiên người ta nhìn tao nó lại cái có phải con không thể phát triển. Và đặc biệt cái đồng bào đó ngày xưa có hai ông thì cũng biết bảo vệ bằng hòa một ông em lớn tuổi thì là các bác sĩ nhập bệnh khách có như là nếu răng một người sống chẳng thẳng còn nếu còn ra thì áo không kịp hoặc là làm được không sao từ cuối năm đi khám sức khỏe về nhiều năm cuối năm thấy hoặc là thay đổi lây mặc dù mình vẫn đưa tới qua rồi mình đã được cố định rồi mà mình đã có rồi nhưng mà thành phần cố gắng chờ có gì được thì là hoặc bị lây không phải là chỉ có một lần tôi dù đã đại vào phát triển nhưng mà vì hai cái đường dây và là chúng ta làm cho cảm giác sự tiêu mình cho họ bỏ lại cái này thấy bỏ lại là đã bỏ lại cái này là chúng ta nhưng mà tuy nhiên là sao sau hai ba tuần các chị biết là chúng ta là bao lâu thì sinh sản một lần, nhân đôi, bao lâu, không biết trùng chưa, không còn nhớ, đấy, chàng không nhớ, bao lâu, thì có không thì có thì bao lâu, 21 ngày, 21 ngày thì một năm nhân đôi. Từ một con 21 ngày đó thì điểm tốt là 42 ngày sau rồi đến một con thì nhân tiếp thành ra là có phải là một cái việc mà lâu dài thì khi mà nó đạt một cái số lượng nhất định nó mới sinh bệnh đấy thì điểm như việc là việc mà quá trình đó lâu dài thì nó bằng cách một con này sinh sản chậm thì là sau 2-3 tuần thì con đại bào trong cái đám đó sẽ lòi ra một tình trạng là con đại bào thì nó trong một tình phân chia nó không vi mục nó yếu đi hoặc là bản thân con vi mục nó sẽ phải chết đó thì là con sẽ hoặc là đại bào bản thân thì nó mới tiêu diệt được con vi mục ra thì lúc đó nó tình gì thì kháng nguyên lên đề mặt tế bào thì là con đại bào khi mà có tình nghiệm đây thì là sẽ là tương tác với nó đây đó cũng như có không gian là nó sẽ tương tác tạo ra tương tác với không gian là thì lúc đó là kết thúc cho nó đây bỏ tê và bỏ ngoài thì hai đoạn là nên bỏ tê bỏ cả sẽ bỏ cả và nên không bỏ tê là khiêu lên là tiêu diệt là tất kế thì nó là khiêu lên nhiễm cái bỏ tiêu diệt nhiễm thế mà là ở đây sẽ lên tạm cảm hay còn gọi là tê sẵn cái mặt hai con này chắc có hóa con này để mà làm chi thì cũng là thì cái vai trò của nó sẽ bỏ tê một tờ sinh bổ và vai trò gì đó tạo ra cái bộ phải từ ô ăn pha đã tạo lên tê và ô làm cho nhắc hơn hòa thấm nhập vào nhắc hơn thì cũng rất nguồn gì nguồn đại của hòa các đại vào những dạng như là đóng con cái bảo dạng như vô nhanh vào không vào hay là tạo ra cái chân không năm ba tác phẩm thì còn thì vào và cho tiếp tục chương trình như vô thứ ba là nó tác phẩm làm cái bảo thì là đủ vô làm cái bảo lắm vậy thì quá trình này tạo ra cái một năm thì hạn chế nó là tiến hành cái thứ ba là làm cho đặt đại vào một tay một đợt đặt bảo đại vào làm sạch đặt sạch tất cả các công ty đó làm sạch
mình lao lên cái thứ là bị sơ bột, sơ bột đó thì nó sẽ tăng sinh hóa học. Còn cái đầu tiên thì sẽ tạo động là tiêu hủy tại đầu tạo thành cái năng hóa học. Tại chúng ta đã dùng cái đầu cạn bị khô, con đó bị tiêu hủy cái năng hóa học. Thì tất cả những cái không biết hàng đây là không dễ. Từ khi mình lao thì là nếu mình lao bị tiêu diệt thì tạo ra cái khô hạn sẽ sơ không. Nhưng mà đa phần là người nào may mắn để thành tốt thì có thể nó tăng. Còn ngày xưa chưa có kháng sinh thì hầu như là mình nặng thế, lấy một tay thì không trọng lòng mà mình phải. Bây giờ còn đây, còn đây là gì? Thì ông tài xế bảo ồ ra thì những người bị hạch đến đây để làm việc người lao lao cái chỗ là không ăn được đâu. Bảo sinh viên mình đang đánh bị tất nhiên trong sàn rồi trong phòng là chúng ta có tổ chức làm trong đó ai đó có đến đây được 17 không đó đó hôm nay mình đến đây có đi 17 không biết được mình lên là cái áo mình có đi có lâu thì nhặt một lần. Có thầy bác đạo của thực tập lên nhìn cái động vật đó cùng tồn còn lại cái động vật đó cùng lây đó cùng lây đó để mình lây lây trong nhà mấy ông bà sinh viên này thì từ nhạc bồ hả la cà cái áo có thể bảo vệ mình không cái áo đó chúng ta mặc mang như vậy một người nhà bệnh nhân thì tiếp xúc một bệnh nhân nhưng mà các bác sĩ các sinh viên tiếp xúc rất nhiều à nhắc đây còn thêm cái câu chuyện liên quan ví dụ một câu nghệ khoa học bên sản của khoa cái nghiên cứu rất hay của cái vị tiến sĩ sau bài tập chủ nhiệm mà một ông sản làm cái điều thì khi báo cáo với là có thể là bệnh nhân nó so sánh nó phát hiện tỷ lệ bệnh nhân mà nhiễm trùng sau sinh thì là bệnh nhân ở bệnh viện thì cao hơn bệnh nhân ở những bệnh viện trong đây. Tất nhiên một bệnh đứa hay về bệnh viện một xã ở đây ở Sài Gòn tôi không có không đeo tay mà có thể là để nhiễm phục nó cao hơn và sự là nhiễm phục và sự khác biệt nó có ý nghĩa thống kê có thống kê nhưng mà sự chênh lệch rõ ràng mà là đột nhiên nên trong một ngày đó tôi không hỏi không có lời cả vì sao khác nhau đó, khi báo cáo xong rồi tôi gặp một vị tiến sĩ thì cho nghiên cứu lại đi thì tìm nguyên các nguyên khác biệt ok rất là khó khăn để chúng ta hồi đó tôi là con trẻ em thì chắc chắn là do khám thai được bổ sung khám bác sĩ khám chuyên khoa sơ bộ khám phải ông học viên chuyên khoa khám bổ sung viên thò trong khám thằng tâm hả không may ba thai phụ rồi người đi tỉnh may mắn là được thai còn thai người khác mà không để đó nhờ đó tiết kiệm trọng thân còn sinh viên mình cảm thành công hả chúng ta là tổ bệnh do sinh viên có thể gây ra và đồng nghiên cứu mà đó là có thật nhiều nhiều nghiên cứu của một sản tạo con quay lại một hai mình thì con tế bào tế kế sẽ tả này hả đó nó bắt đầu rồi sẽ có một nghiên hạng tạo ra sẽ cho rồi lo đây có thể là ăn lao đây chúng ta sẽ thấy được một lần đấy ăn lao được không có biết con thấy một lần ở đây không
Baik. Nah, kadai bayi doang, bayang doang, không luôn đấy. Và nhà à, nhà nó được cái hàng là cái tờ bay cho bạn em. Còn bên này có đây có đây hàng là mình mua sao ngày trước mình đâm là cái ông mà đấu như thế đó đã cố thì lên cái tình một sáng cũng không nhiều cũng tám hộ cái tám hộ là mình khỏi cái mình ra là khỏi cái mình ra nhìn thấy cái này đó thì tám hộ là khỏi cái mình cũng được lại mà chúng ta hôm nay đây là đang đau cái đau tê này nhờ đâu mà biết hả học đi con đã ăn ghê chưa hả ghê cho chim hay là à chứ phải có biết có ai đây ăn ghê chưa chê ghê ăn con mà không hôn rồi họ thêm câu nữa rồi có ai biết cái mỏng kê vàng chưa đã đi không? Chắc còn kê mà rồi hôm nay dạy thì họ không ai biết hết ra ai biết còn thì giờ đang ra đây có chuyện nhiều quá còn thì giờ chắc còn kê mà nhưng mà tóm tắt là một cái ông sinh viên ngày xưa là cả ngàn năm gần đây ông đi về kinh kỳ ông thi rồi ông có về chùa rồi có cái đám người nó cầu nó chè kê rồi ông xin ăn mà cầu ấy bỏ chưa tin chè kê chưa tin thật là ông nằm ngủ ông nằm mơ thấy có tên động từ một ông sinh viên ngày xưa nó thành là quan thầy từ cái thầu là anh làm thầy tử cái thầu là anh bị một biến cố ông ta mà nên tin dậy tin dậy cầu chè kê chứ gì thầy cũng đời rồi mà nhìn ra là mình cái phòng kia và mở cửa thì nó cũng cùng một cái là tận đây một số không câu chuyện về thì đọc đây sự hình thành của tăng lao đầu tiên là hành sát khi có đi một lao xâm nhập vào một mô tổn thương ví dụ trong phòng thì đầu tiên hình thành là các con mô lao vào ta trong sách và ghi rõ từ mô lao vào đã ngồi là lại thì vào con thần bào tập trung quanh vòng cổ tim tạo nên một tế bào dài được mô một đàn đó và đây là các tất cả sự thành tạo cả nguyên bào sợi nên có bào mê nằm tư bào và các tế bào dài đó rồi là hai bào nên có bào mê thì là các bào tay rồi là các đại thần bào đó khi bắt được binh cũng đã ở từ nhiệm khám kinh sau hai bao gồm mắt được sau đó là tự nhiên là thức bỏ hóa lòng sinh của nó thì những chuyên quân đã có đúng nhân tế bào để thành thành sự năng lao thành thế tuy nhiên sự tương tương lao đó là phân hóa cho trong cái quần liêm hạ liêm lao cầu vũ công lớn của quân liêm biết là phải sửa chữa phải sửa chữa nếu không là tiêu lợi không chuyển được thì là có thể chuyển được bằng hai bước tái tạo hóa sẻ đầu tiên là tái tạo là thay thế mô hóa được bằng cái mô cùng bản chất cùng loại ví dụ mô gan thành mô gan mô tim thành mô tim ví dụ đó có mô tim thành mô tim không không có hả thì như vậy là thay thế nó phải họ là có điều kiện nhất một cấp độ hòa tự cũng lớn để hòa tự bằng cái bóng ba là có lần đó cái bộ hòa tự có lần không bao giờ hòa tự cũng là bây giờ phòng phòng lại tái tạo lại cái phòng đó thứ hai là không liên hệ mặt nào còn liên hệ không đóng to vẫn phục hồi khi
bao phần thì tận mặt thì tổ mặt nhỏ hơn nhưng lớn quá hơn và mắc bệnh mục tiêu là đó là không mặt nó thì cái đó nó phải không là và cái đó là tế bào mô có khả năng không vào như vậy là tim thì nó đánh mô không thể nào không ngọt không vào không có khả năng không vào hai mô điều mô thần kinh là bệnh này là còn qua đây 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 là mô một thì là các cái mô gan thì đây có một phần từ nhẹ cái mô gan đây thì cái mô gan này nó tăng sinh trở lại tế bào tăng sinh đây là thông vào và đây là ống thông cố để không được quá nhỏ mặt thì là chúng ta nhậu nhẹ lắm uống rượu say sưa quá đà là cái viêm gan cấp đó là thuốc men dùng các loại thuốc quá đà đấy là đặc biệt là sau đó tổn thương thì có thể là nhau nó bỏ qua được không được thì đóng mất không như cái mặt áo còn nguyên rồi tế bào sai là còn đi viêm gan cấp thì người ta bị tổn thương. Tuy nhiên là thầy rằng thì mình nhắc là viêm gan mà từ sai rồi thì tổng tạo lại sẽ viêm mà cũng lâu dài sơ gan thì lúc đó thầy rằng đây vì thế thầy rằng đây là gì tiêu hủy gan đúng không? Thì là tiêu hủy gan là đến gì? Phải có mặt có trung tâm tiêu hủy đúng không? Ngoài ra các quả cơ này có động mặt, tận mặt, ống mặt. Nhưng mà đây có thể là không có được mặt trung tâm tiêu hủy đâu. Quan thân nó tạo ra mặt dạ thì đây là những tiêu hủy dạ. Gan sinh to lên cũng có bệnh nhân đau tức mặt, tử mặt và gan ngủ thì là một quả và không phục hồi được dù là tế bào mà đã không có bút mà bị phá hủy khác không phải phá hủy thế bị phá hủy hoàn toàn tạo nên là bị hủy diệt cái đoạn này thì bước thứ hai là hóa sẽ sau khi tái tạo hóa sẽ thì là thay thế con mà được bằng con cái con ba cái đoạn rồi thì chúng ta lập mô hạt hai hóa sẽ ba là hóa sẽ thì là mô hạt sẽ tăng trên con cái mà nó đã có thấy một cái chân ha quyền của nước đấy tạo thành mô hạt rồi những tình trạng mà quá đà tạo thành mô hạt trong không gian đây có lẽ đây là mô hạt kim chúng tôi nhớ nhiều mô bò vào bên trong là mô hạt kim che phủ nếu mà trường hợp chúng ta không lớn quá thì bắt ra đây là cái này mô hạt ra trong họ vào được mặt thẳng bọc nhưng mà sợi lên đến do gì không? Do gì? Do bọc tự nhiên mà tại sao nó bọc tay có cái sợi lên? Để không biết, không cần khác tắt gạt các chị đi lâm sàng đi đâu, quan sát nó có tổng tâm, tổng bài chúng ta làm gì nó có tâm trí nó bò bò trong tay đó không phải là một cái gì nó không quan niệm bây giờ là các chị là đặc biệt là mình bệnh viện đường không có đúng không một số lần sinh viên có đâu thật ra là không còn nữa mà không được chúng ta mà từ có là từ tháng tám các sinh viên không có ở Pháp là có 13 buổi thì nó có 13 buổi xe hơi ngày xưa mình cũng muốn làm xe hơi viện đường vừa bệnh viện vừa là đường đại học một năm mà tạo là 200 thì như vậy cái bao nhiêu là 13 buổi thì là nó đào tạo được 2.600 học sinh đúng không? Hồi cái đại học nó có cái bệnh viện khi
mà cái mùa khai giảng hai bạn sinh viên đang chuẩn bị học như con, tôi hỏi thầy ơi là cuối cùng là bao nhiêu ra 2 năm, còn 2 năm ai hiểu đọc thì học, không hiểu đọc thì đâu. Tôi học phải năm cơ bản, khoa học cơ bản, đi làm gì khác, còn không bỏ thêm. Còn sinh viên đi qua mà là lựa chọn bỏ, là bỏ luôn. Còn tôi học 2 năm nữa, tôi học đi hiểu, bỏ luôn. Thật ra là khi ra trường đó là 36 năm đi qua. Còn đi du học về là 36 năm ra, 2 năm làm việc khác. Đi qua cũng là tự nhiên. Bản gì đó là tự nhiên đúng không? Người học 4 năm cũng là tự nhiên. Mắc cười là hầu như là cái ông tự nhiên của anh ơi mà tôi làm 4 năm thôi, mình bắt đi học, học nhà đi làm, lương bằng mình. Còn mắc cười đâu được thì cái câu hỏi lý, qua tôi câu hỏi lý. Đi làm từ năm 13 rồi. Để tính về lương, lương của mình cao hơn mình. Có gì hơn một là tôi làm được qua có phụ cấp trách nhiệm cao hơn, còn về lương bằng nhau. Về lương của không chẳng một không chẳng một là sơ cấp 3 tháng rồi, là trung cấp là cái tầng 2, bác sĩ là cái tầng 3, không tầng 3 là 3 năm thì nhanh lên lần, còn không tầng 2 là 2 năm nhanh lên lần. Thế ra là có là bằng nhau thì chào bạn. Tôi hay mùa mà lúc là tùa cái sao đẻ con ra tâm tầm một lý đã cần học lý nước cao hơn bác sĩ thật lý ha. Có quay lại vấn đề tâm này cái thầy cô hạc thì mình sẽ thấy là các tế bào viên tư nhân của nào đây và các đại chúng vào không đại chúng vào làm là giá các thầy rồi sẽ thấy tâm bảo thành phố mới mở, cụ cái này nó rồi, tế bào hồng môn dẹp lại dài ra một vòng cụ, còn đây bạch cầu cũng vậy, tế bào hồng môn to mọc mà mới sinh ra mọc mà thì mình nhìn ra là bạch cầu thì mình mô là nhờ có hại là mô là tâm bảo đây là cái ôn học chung, ôn học hàm, toàn căn và thông tin đó là để cái này hay là một ung thư không phải là ung thư. Anh đã bỏ đi là gặp ông thầy là gặp tới xa như thầy này là lấy bây giờ hiện tại đã lên xem bạn tiêu thì mai ra là sẽ có ung thư rồi, tiêu luôn thì là cái ngày xưa là hết đó dùng chặt tay là ung thư, tay mặt chặt tay là bị phong thang. Thật ra tất cả những tổn thương mô là của cơ thể bóc ra, do qua là điều này đều phải trở về của mình để đi loại trừ tổn thương. Các chị kể để loại trừ tổn thương. Để mình đưa vô nghĩ là ung thư là để xác định ung thư. Nhưng mà mình nghĩ đấy là cái ung hạt trừng, cái một cái biến mà thì mình đưa vô để loại trừ tổn thương. Cái để dùng dọn có thể ông thân thành ra là bỏ trần cũng còn sống. Đây là minh thể tập tuyệt mô đai thì ngoài hỏng đã tầm sừng mò bên đây là còn là mô hạng viên không và đây là gì có tròn đầu này là còn là ô hạng viên. Thứ hai là hoa sẵn thì mô hạng là tạo thành ra sự mô định cái sẵn cho thể các sư có thể tăng sư tập hạng mô lo xe thì tạo nên là mô định cái sẵn sẽ lồi quá trình mà tập hợp collagen có đạt thì tạo ra sẽ lồi ở đây là cái sẽ lồi đó chưa biết đó nếu mà nguyên một sợi cơ thì hoàn toàn vốn thì sẽ có kéo bây giờ thầy là cái đầu có sợi sẽ nguyên một sợi nhá nguyên một sợi mập mạp nguyên một sợi còn các cái
ba là đồ mà quan sát thì tâm tâm bảo là cái bảo là chơi nó hoài tay là cũng mắt cái bảo là còn là mô sơ thôi cái bảo tay là nhắc còn nhiều mắt cái đi thôi còn đang lớn dạng sơ hóa tay lại thì càng ngày càng sơ lên nó cách tinh dưỡng không thấm nhập có được thì càng là không thấm nhập được còn tiêu mất hả còn thấm nhập thì quan sát cái sơ này một khi nhìn vô một nó hồi được đi nó hồi được đi bây giờ lên một tay rồi cũng đào còn sau một tay quay lại thì lộ lơ lên thì tôi giảm đây mình nhiều vô rồi mà thậm chí là năm rồi thì sao năm rồi sau một tay à bây giờ sau một tay những người có cái gì sau đó lên để có những cái hậu quả vô cùng rất là lớn vô cùng tai hại đây sẽ lo ai sẽ có thể tôi nghe sẽ lo chứ sẽ lo các bạn đã xin bạn con gái tôi anh nhật khi tôi quay được tôi gặp ô cô này có cái sầu lọ, cái mặt có nhiều sầu lọ cái mổ đó, nó viên cả cái mặt sầu lọ có cái mặt nghề nghiệp bắt đầu đấy, không phải có con là thì nó cho mổ phải ăn để nó làm bài giảng bây giờ chuyện chuyện thực bắt đầu về Việt Nam sắp tới sẽ về thế bây giờ mong chăm chỉ cũng đại quá cái công việc của nào mong được xem thì hai chị em cũng như vậy mà chúng ta làm bài giảng kính rằng sau đó là một cái đàn sẽ có thể liên bạc thì mình có thể một cách như ngày nay là để liên bạc là chúng ta có thể nhanh và ta sẽ có thể đặc biệt hai cái đàn của mình là hai liên bạc thì đặc biệt là mình có một lần này ta có hạng này không có này nó có là sự kiện như là tăng tải tạo và sẽ còn một phút hai đồng hồ thôi còn cả một phút còn có nghĩa hay đó là đã chỉ nó mất thì giờ nhưng có nghĩa minh họa bài giảng cho mình nhớ đi sâu hơn thì sẽ gọi là phát thanh kỳ thì thành công đã kỳ bây giờ ai thắc mắc gì không để không thắc mắc thì là mình các chị sẽ gặp tôi lại trong cái bài mình nghĩ sử dụng từ có nhiều câu chuyện mình hỏi là mình sử dụng từ thì cô đã là mọi giờ nghe nhớ bài nếu không có ý kiến gì mời